Đi tớ tưởng nhưng đam mê nữ hoàng Ai Cập, cô gái tạo ra tuyệt phẩm khiến ai cũng trầm trồ. Wow. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, còn người tạo ra nghệ thuật gọi là nghệ nhân. Nhưng mới đây, một cô gái đã tạo ra tuyệt phẩm làm cho ai xem xong cũng không thể nhận ra được phiên bản lúc ban đầu. Theo đó, vào một buổi tối mát mẻ, cô gái cùng người yêu ra công viên dạo mát, rồi tiện thể ghé tiệm tô tượng để thực hiện sở thích của mình. Thế nhưng với niềm đam mê mãnh liệt với nữ hoàng Ai Cập từ khi còn bé, cô gái đã dùng tài năng và sự sáng tạo của mình để biến tác phẩm tô tượng thành một tuyệt phẩm khiến ai cũng trầm trồ. Mọi người khi xem xong cũng không kìm nén được sự kinh ngạc của mình. Ai nấy cũng đều để lại lời khen dành cho cô gái. Đỉnh của chóp luôn, một phiên bản nữ hoàng đầy thần thái, 10 điểm. Tôi cũng đam mê nữ hoàng Ai Cập, nhưng mà nó lạ lắm. To vậy mới là to chứ, cỡ tôi thì nó thành cái gì rồi chứ không phải hình tượng nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.